Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Nghèo tập 27. Ừ, cảm ơn vì đã chúc mừng tôi. Hôm nay tâm trạng của anh Thẩm không tốt cho lắm nhỉ? Giọng điệu khi nói chuyện điện thoại lạnh nhạt như thế mà. Sao em ấy giống một bé cún đang ló đầu nhìn qua cửa thế? Ừ, được. Tạm biệt. Em cầm gì vậy? Đây là mứt lê em thuận tiện lấy khi về thành phố, có thể trị ho. Nguyên liệu sen mứt là lê nhà em trồng đó. Lê nhà em à? Vâng ạ. Mỗi lần anh múc một muỗng mứt pha với nước là uống được rồi. Trị ho cực kỳ hữu hiệu. Thật đấy. Mỗi lần một muỗng. Sao em sen nhiều thế? Chẳng phải em quay phim xong trước anh hay sao? Quay xong muốn gặp lại anh cũng khó. Nên em xin cho anh mấy mùi mứt, kiểu gì cũng đủ xài tới khi chúng ta hợp tác lần hai. Tới đó em sẽ xin mứt mới cho anh. Mứt này bảo quản ở nhiệt độ thấp thì có thể dùng tận nửa năm. Về nhà anh chiết ra bỏ vào trong chai. Sao lúc nào bạn nhỏ nhà mình cũng tri kỷ thế này nhỉ? Mình muốn hôn. Anh Thẩm, nguyên liệu còn trong bếp có thể làm cà tím lăn bột chiên, sườn hầm rau củ, thịt kho tàu. Tối nay ngoài mì Trường Thọ ra thì anh uống ăn gì nữa? Ôi, nếu muốn hẹn hò với Diệp Thần thì mình phải chung tình với em ấy cả đời. Quen nửa chừng rồi bỏ là đang chà đạp sự đơn thuần của em ấy. Mình cũng không thể tha thứ cho bản thân. Vả lại, mấy ngày nay mình vừa nhìn thấy bạn nhỏ là tim sẽ đập nhanh bình bịch. Cảm xúc trong thời kỳ mập mờ quá ngọt ngào. Thử thêm tí cũng được. Anh Thẩm, hôm nay là sinh nhật anh, không được thở dài. Anh mau nghĩ xem anh muốn ăn gì đi. Mình thở dài vì bạn nhỏ nào đó mà. Anh ăn gì cũng được. Quay phim xong em có lịch trình công việc gì không? Để em xem thử ạ. Có vài buổi chụp hình quảng cáo, còn có một chương trình tập kỹ và năm chính một bộ phim truyền hình. Qua năm mới thì đi quay sau thực tế. Nốt. 1. Chụp hình quảng cáo. 4 tháng 2 khai máy phim truyền hình. 5 tháng 3 sau thực tế kỳ nghỉ nhàn rỗi. Sau thực tế kỳ nghỉ nhàn rỗi mùa 2 đúng không? Đúng vậy. Sao anh biết thế? Đương nhiên là vì mình vẫn luôn chú ý em ấy. Nhưng chuyện này không cần phải nói ra. Khổ, đoán thôi. Anh đói rồi. Em đi nấu ngay đây. Anh Thẩm đợi một lát nhé. Ừ. Quay phim xong thì sẽ khó gặp nhau à. Đúng là bạn nhỏ ngây thơ. À, ăn no quá. Anh Thẩm tốt tính ghê. Hôm nay rõ ràng là sinh nhật anh ấy, nhưng anh ấy vẫn gấp đồ ăn cho mình lia lịa. Buồn ngủ ghê. Không được, không được. Ăn xong rồi ngủ thì tàn ác quá. Đi chỉnh vài tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè vạn năng của mình để thả mồi tìm các thần thú đang thất lạc thôi. Cà tím đây, thần thần té đây. Cải trắng tuần hàng, thần thần lên thiên đàng. Cuộc sống khó khăn, hãy giúp thần thần nha. Mình nhét mấy tấm ảnh về nhiễm di ngư và cỏ đông nhung lẫn trong mấy tấm hình Photoshop nông sản bình thường, rồi đăng lên vòng bạn bè. Người không biết chắc chắn là tưởng mình đang đùa, nhưng các thần thú biết chuyện tất nhiên vừa nhìn là sẽ hiểu ngay. Rừ rừ. Chẳng lẽ thật sự có thần thú mất câu? Sao lại là anh Thẩm? Anh Thẩm ạ? Thần thần, em sao thế? Thần thần. Cũng tại dòng anh Thẩm xến quá, suýt nữa mình phải tốn tiền sửa điện thoại rồi.
À, em không sao ạ. Em đùa thôi. Vậy thần thần là Hàn Yến hả? Không phải Hàn Yến. Không phải Hàn Yến thì cũng phải bán. Thần thần bao nhiêu tiền một ký? Anh mua hết. Ừ, sao em không nói gì thế?